Chào mừng các anh chị và các bạn lại đến với Nguyên Lê Channel. Hôm trước thì mình có cái review một chiếc máy gọi là cái Nano All-in này. Thì như mình nói, mình chê nó là nó không có làm được ly espresso. Bởi vì các bạn anh chị nhớ rồi đó, thì cái fin này nó rất là nhỏ, nó chỉ có 6-7 gram gì đó thôi. Thì khi mình làm espresso thì nó có 15-20ml, thì sao mình uống, nó chỉ phù hợp để làm cái lân gồ thôi. Thì vừa chê xong đó, thì nhà sản xuất đó, gửi lại cho mình một cái sản phẩm mới là đây. Nó có tên là Nano Bucket Plus, có nghĩa là cái rổ nó sẽ tăng lên. Thì mình sẽ khám phá ở bên trong nó có cái gì ha. Rồi, thì đây là cái vòng bên ngoài bằng nhôm rất là sắc sảo. Ok. Cái thứ hai đó là cái rổ to. Cái này không biết bao nhiêu gam, mình sẽ tính sau. Thứ ba thì nó sẽ có một cái vòng đệm cho tránh rớt cà. Và thứ tư là nó có một cái tamper. Và thứ năm là nó có một cái que đảo. Thì bắt đầu mình so sánh như sau. Cái vòng này thì ok rồi, cái này sẽ đặt vào đây. Thì cần mình mở ra, nó vẫn giống như bình thường của cái cũ và cái mới đây. Thì cái cỡ nó vẫn là cái màng phân phối nước, nước sẽ đi qua đây, nhưng mà hai cái màng phân phối nó sẽ khác nhau quý vị. Ở đây thì cái nó cái lỗ rất là bình thường, mình thấy nó rất là bình thường nè, nhìn qua ha. Mình nhìn qua cái lỗ nó rất là bình thường, nó vẫn to bình thường. Thì ở đây người ta đã cải tiến cái màng phân phối của nó lên rất là nhuyễn nè, để giúp cho cái nước đi qua đây rất là phân phối được đều hơn và giúp cho chúng ta chí cà phê được tốt hơn. Cái rổ đã được lên nâng cấp lên bằng inox hoàn toàn. Mình chưa biết bao nhiêu gam nhưng mà nó rất là dày dặn và cái mặt dưới của cái pin nó rất là mịn. Và đồng thời á, thì nó sẽ khi nó ra thì nó ra một lỗ như thế này. Thì đúng nghĩa khi nó ra một lỗ như thế này thì nó vẫn là áp thật nghe quý vị, chứ không phải là áp giả. Nhưng mà cái rổ nó ra một lỗ vậy để mục đích là gì? Để mục đích là nó không có bị bắn lung tung nếu chúng ta channeling thôi. Hoặc giả là chúng ta sử dụng cái cà phê bột mà xay sẵn á, nó vẫn ra một cái lớp crema đẹp. Nhưng mà đây là áp thật nha, chứ không phải áp giả đâu. Bởi vì cái khoảng cách giữa cái màng này và cái lỗ này là nó có một cái khoảng cách cũng khá lớn. Cho nên đây là áp thật chứ không phải áp giả ha. Rồi, cái thứ ba nữa là cái vòng đông này. Cái vòng đông này thì nó có hai cục nam châm ha, để khi mà mình gắn vô đây thì nó hít lại với nhau, nó hít lại để nó giữ, nó không có bắn cà phê ra ngoài bên ngoài. Và đồng thời thì người ta sẽ trang bị cho mình thêm một cái tamper đi kèm rất là đẹp ha. Mà bộ phụ kiện này thì thật ra nhìn nó rất là sang nha. Và còn cái này thì sao? Cái này thì coi như dục. Bây giờ mình sẽ đo thử coi thử cái pin này nó sẽ chứa khoảng được bao nhiêu gam nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy là 18 gam nha. Chắc là được 18 gam đó. Ok, mình lấy 18 gam mình xay thử. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy xay là DF. Rất mới luôn ha, DFV. Mình xay thử coi, ở cái mức xay là 20 thử. Thì cái mức độ xay mịn của nó cũng rất là mịn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành pha thử các bạn nha. Rồi mình lưu ý với các anh chị và các bạn, mình suy nghĩ thôi nghe chứ mình chưa, bây giờ mình mới thử ra, nhưng mà mình suy nghĩ như thế này. Bởi vì cái phim này nó cũng chứa 18 gram giống như đồ gọi là đồ chuyên nghiệp, nhưng mà nó nhỏ, nhỏ thì bù lại nó phải dày, mà nó dày như vậy thì mình chắc chắn với các anh chị một điều, thì nếu mà chúng ta mà nén thật mạnh mà chúng ta làm bột mịn giống như là cái máy chuyên nghiệp thì mình nghĩ nó sẽ ra rất là đậm. Mà nãy giờ là cái độ mịn này mình nghi là nó cũng mịn lắm mà nó dày nữa thì mình nghĩ nó ra đậm thôi, nó ra rất đậm và chậm, nhưng mà mình nghĩ thôi.
thì bây giờ mình pha thử coi thử nó kết quả nó như thế nào. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành. Cái máy này nó sẽ có cái mức là 50ml nè, 70ml nè và max nè. Max thì mình nghĩ max thì chắc là 80 thôi, mình chế luôn 80 ha, là mình chế max đây để mình sử dụng cho cái phim 18 gam này. À, mình sử dụng nước nóng mình nấu sẵn luôn qua quý vị cho nó nhanh. À, mình đang nấu là 90 mấy độ á, 95 độ, nấu luôn cho nó nhanh. Rồi nếu máy nó cảm biến, nếu nó nóng đủ thì tự động nó chảy ra luôn. À, còn nó chưa đủ thì nó sẽ nấu một chút xíu. À, có nghĩa là nước nó hơi nguội chút xíu nó sẽ nấu lên lại rồi bắt đầu nó chảy ra. Để cho nó sạch đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đó 10 giây bắt đầu nó chảy ra. À, đẹp không quý vị? Quá đẹp luôn, quá mịn màng luôn, có vẻ là rất là sánh ha, thơm ngào ngạt luôn, khỏi chê. Wow, lúc này là thấy phê phê rồi đó. Rồi mình sẽ lấy 36ml nước ha, không biết nó có đủ không đây. Sao thấy nó đó, nó đang ra, mình lấy là tỷ lệ 1/2 ha, hy vọng là được. Ok, ngưng. Rồi đúng tỷ lệ 1/2 luôn. Rồi nó sẽ còn nước ở trong này, để mình coi nó còn không nha. Ok, nó vẫn còn chút xíu, cho nên là nếu chúng ta lấy hơn tỷ lệ 1/2 thì nó vẫn đủ, yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ bấm tiếp để nó bơm ra hết. Mình bấm hai cái nhanh là nó sẽ bơm ra hết những cái gọi là cái pha cuối này, bỏ đi chứ nó sẽ hơi chát. Rồi cho nó cạn kiệt để cho cái bã nó khô. Nếu mà nó hết thì chắc nó khô rồi. Đó, cho nó cạn kiệt luôn đi. Rồi. Chịu khó chút xíu nha, để lát rồi mình làm vậy để cho cái bã nó ra khô để cho nó dễ lấy. Rồi mình tắt đi. Trước khi nói về cái bã thì thôi, mình cứ đặt nó qua một bên này cái đã. Rồi đặt đây, thử thưởng thức cái ly cà phê này coi. Lớp crema cũng mịn màng, lớp crema tương đối là mịn màng, lớp crema rất là mịn màng ha, mịn màng bởi vì mình sử dụng arabica mà. Nó phê gì đâu á, rất nhẹ nhàng, được, good. Rồi mình đo có thử nó đã ra bao nhiêu phần trăm nghe. Ready. Đo. Tám chấm ba mà các anh chị và các bạn nhân cho 2 lần lên thì mình được chiết xuất là 16.4 khoảng đó. 16.4 khoảng đó. Thì về nguyên tắc thì nó hơi under xíu, có nghĩa là nó chiết xuất được có 16.5 à. Tại vì người ta sẽ khuyến cáo mọi người là sẽ mình chiết xuất từ 18 đến 22 thì đang 16.5. 16.5 thì nó hơi thiếu chút xíu. Ok, nếu chúng ta không muốn thiếu chút xíu thì một là chúng ta bấm hơn nước chút xíu, hoặc là chúng ta mịn hơn chút xíu. Nhưng mà theo mình thì cái này uống rất là tuyệt vời rồi, không under đâu, đủ đô cho một người uống. À, quá đã. Rồi qua đây chúng ta sẽ xem cái bã nó như thế nào. Đây, tinh 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 tinh, rất khô ha, cái bã của mình nó đã rất là khô ráo rồi đây. Ok, nóng quá. Wow. Rồi mình đập. À, tại vì nó nóng quá đó, chúng ta lấy bã ra cũng rất là dễ dàng ha. Đó, nó rất là dễ dàng, sạch sẽ luôn. À, đây là chiếc bánh.
quá đã, quá thơm, quá tuyệt vời. Và đây là một cái nâng cấp rất là đáng giá và một cái phụ kiện kèm theo mà giúp cho chiếc Nano All-in này nó biến thành một cái máy pha cà phê mà chỉ có pha nguyên bản thì chỉ có pha được cái lân gồ, thì biến thành một cái máy pha cà phê espresso rất là hoàn hảo, vị rất là đậm đà. Ok, good. Mọi thứ được trang bị rất là sạch sẽ và tiện nghi mà nâng cấp cái Nano All-in này lên một cái tầm cao mới. Về cái giá cả của nó thì nó có đâu đó khoảng 2 triệu, mình không nhớ kỹ lắm ha. Anh chị thông cảm việc này, mình không nhớ kỹ lắm. Nhưng mà mình thấy là nó đã cải thiện rất là đáng kể, rất đáng giá, rất đáng mua. Chúc các anh chị và các bạn một ngày vui vẻ. Đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.